đến khó tin của bom tấn ở Avenger, Endgame khiến dân mạng thích thú. Avenger, Endgame là phần phim thứ tư của đội siêu anh hùng Avenger và là phần phim tiếp nối của Avenger. Infinity War ra mắt vào năm ngoái, với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng hàng đầu Hollywood trong vai những siêu anh hùng được cả thế giới mến mộ, không quá khi gọi Avenger, Endgame là siêu bom tấn. Trước thời điểm phim chính thức được ra rạp vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, Avenger, Endgame đã trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trên các trang mạng xã hội cũng như các diễn đàn, khi nhiều người hâm mộ rất nóng lòng muốn biết những siêu anh hùng như Người Sắt, Captain America, Thor, Captain Marvel phải làm gì để chống lại Thanos, nhân vật phản diện mạnh nhất từ trước đến nay mà các siêu anh hùng phải đối mặt. Và quả nhiên khi bộ phim được chính thức trình chiếu, người hâm mộ điện ảnh đã không phải thất vọng với những cảnh quay hoành tráng, đặc biệt là những khung cảnh chiến đấu đầy mãn nhãn của các siêu anh hùng trong phim. Nhiều người cho rằng để có được những cảnh quay hoành tráng và hấp dẫn như vậy, hãng phim Marvel Studios sẽ phải xây dựng một phim trường cực lớn và quy mô. Tuy nhiên, sự thật có thể khiến nhiều người phải bất ngờ khi phim trường của bộ phim lại không quá hoành tráng như nhiều người vẫn nghĩ mà thực tế, những khung cảnh chiến đấu hay đổ nát trên phim chủ yếu đều được xử lý thông bằng kỹ xảo điện ảnh. Những hình ảnh về hậu trường đơn so của bộ phim Avengers Endgame dưới đây đã khiến nhiều cư dân mạng thích thú và thán phục với các diễn viên trong phim, khi họ phải vừa đóng phim vừa phải tưởng tượng ra những thứ không hề tồn tại trước mắt mà chỉ xuất hiện sau khi đã được xử lý bằng kỹ xảo điện ảnh tê thùy